Chào. So this year I came to Hội Đồng. Năm nay con có đi dự hội đồng. It was actually my second year. Đây là năm thứ nhì của con. But last year I was not fond of the people there, nor did I really went into the service. À, năm rồi thì con không có đi theo mấy người đó và cũng không đi vào dự trong những cái buổi thờ phượng. But this year I was able to go to the English service with other people. Và năm nay thì con có thể đi vào trong những cái buổi thờ phượng trong tiếng Anh với lại những người khác. And I realized that there are some people who are shy and some people who doesn't want to go, but they go either way to learn the words of the Lord. Con nhận thức rằng có những người mắc cỡ hoặc là thật sự không có muốn đến nhưng mà họ đã cố gắng đến để mà được nghe lời của Chúa. On the third night, I learned from Pastor Bumble that he taught us how God gave up his own son for us. Và ngày thứ ba thì con học được từ mục sư Ngô Hồ Cơ Nghiệp là Chúa đã ban con đọc sách của Ngài cho chúng ta. That he showed us this video about a man and his son. Ông chiếu một cái ông chiếu hình về một người cha và một đứa con. And there was a train going by, and his son was outside. And when he had to put down a bridge, he can either choose to save all the passengers on the train or to save his son. Có một cái cây cầu nó cất lên và đứa con của ông ở ngay chỗ cái cây cầu đó và ông có cái trách nhiệm phải hạ cái cây cầu đó xuống khi có cái xe lửa chạy qua mà đứa con thì nó nằm ở đó. Nếu ông không có hạ cái cây cầu xuống đó thì tất cả những hành khách trên xe lửa phải chết. Còn nếu mà ông hạ cái cầu xuống đó, thì đứa con của ông phải chết. So it showed the difference. Well, it shows the similarity between God giving up his son for us people in the world to Và forgive điều our đó bày tỏ sins. cho chúng ta thấy cái hình ảnh là Đức Chúa Trời hy sinh con độc sanh con Ngài để cho chúng ta thế giới được được sống. Having to see something like that, it really put something into my mind where I realized sometimes we don't think about God and we'd only think about ourselves. Và khi thấy những hình ảnh như thế thì con nhận thức rằng nhiều lúc con không có chúng ta không có nghĩ đến Chúa mà chúng ta chỉ nghĩ đến chính mình mà thôi. To show us that they show us something that's like in real life to see how it feels like to be in God's position where he has to suffer so much for us. Và cái đó cho thấy một hình ảnh trong đời thực về Đức Chúa Trời, Ngài phải chịu đau khổ rất nhiều để cho chúng ta được sống. It was really a life changer for me, and sometimes I think about it time to time. And I'm very grateful that he done something like that for us. Con suy nghĩ đến hình ảnh đó nhiều lúc và con rất biết ơn Chúa về những điều Chúa đã làm cho con. So I really think that next year, if you can come to Hội Đồng, it's a very life-changing experience and you'll meet a lot of great people there. Và con nói rằng nếu mà năm tới mà quý vị có thể đi dự hội đồng được thì nên đi dự vì đó là một cái kinh nghiệm thay đổi cuộc đời của quý vị. That's it. Chỉ bao nhiêu thôi.